Con chim nó có lông không? Mày điên hả? Mày không biết tao đang cầm khẩu gì trong tay đi hả? Tất cả chúng mày lần lượt. Ôi ôi, nó cắn được phát là đi đấy. Chúng mày có thấy ta còn cái gì trong tay không? Ôi, con này trâu đấy. Ok, và hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Được rồi, thì sau 3 ngày tôi không ra clip thì ngày hôm nay mình đã ra được clip rồi nhé các bạn. Đó, hôm qua thì mình uống nhầm cái thuốc mà nó reset hết tất cả cái kinh nghiệm ấy. Mà để các bạn cộng lại thì bây giờ tôi bị mất hết rồi. Má, tôi phải cộng lại đấy. Đây này các ông nhìn này, máu máu gốc của mình là 300 thì bây giờ nó chỉ còn có 150 thôi. Tất cả các thứ nó cộng lại hết luôn. Má, đây là bây giờ tôi phải sắm cho mình quả giáp cực kỳ xịn sò luôn. 1.400, cái này thật ra là nhận miễn phí các bạn. Đó thì tập hôm nay mình sẽ con này hôm qua tôi ấy nó thả bố ra này. Ấy các bạn thấy chưa? Hôm qua mình có chỉnh lại căn nhà một chút ở trước cửa này, mình làm cho nó nhỏ gọn hơn. Thú bây giờ không cần vào nhà đâu các bạn ạ. Đó, tôi quên mất không làm một cái chuồng để cho cái con này. Ok, mình sẽ làm lại một cái chuồng cho con này nhé các bạn. Cái chuồng con này tôi không nhớ nó nằm ở level bao nhiêu ấy. Cũng lâu lắm rồi tôi không chơi. Mấy ngày nay từ tối nay tôi mới vào tôi chơi một tí chứ tôi chơi tầm 2-3 tiếng. Farm đủ sắt xiếc rồi tôi mới bắt đầu tôi vào chứ. Đây, sắt hiện tại của mình đang là 9.920. Đáng nhẽ là nó 10.000 rồi cơ. Nhưng mà mình phá bố mất rồi. Phá một ít rồi. Đi phi bò nữa à. Đây, tập hôm nay mình có một thứ mới muốn giới thiệu cho anh em. Cực kỳ xịn sò luôn. Đây, từ từ đã. Tôi sẽ chế tạo khẩu súng tiểu liên, gọi là súng liên thanh đấy các bạn. Nó bắn cực chất lượng luôn nhé các bạn ơi. Anh em hãy nhìn đây, từ từ đã. Nhưng mà khẩu này tốn nhiều sắt với polymer quá. Thế nên là mình chắc là mình sẽ chỉ chế xong rồi mình vứt nhà thôi. Sau này mình mới dùng. Đây này, khẩu này này. Đâu rồi, đây. 350 gram và 673 độ bền. Khẩu này mất tận 8.000 polymer nhé các bạn. 8.000 polymer đấy, không phải ít đâu. Đủ má, khẩu này tốn thật sự luôn đấy ạ. Nhưng mà tôi chưa bắn cái khẩu này bao giờ. Nên là ngày hôm nay tôi sẽ bắn thử luôn cho các bạn xem nhé. Đâu rồi, đây. Polymer mình không biết là có đủ không cơ. Nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ đủ. Anh em cứ yên tâm. Còn 4.000 sắt nữa cơ. Nhưng mà sắt sắt thì không quan trọng. Sắt thì không quan trọng. Mình không biết khẩu súng này là đam mắc của nó bao nhiêu. Để lúc nào mình lên YouTube mình tham khảo mình xem cho nó như nào đã. Đó, còn bây giờ mình cứ test nó bắn thử xem nó liên thanh như thế nào nhé các bạn. Xong rồi tiện thể tầm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách bắt Gigan đơn giản nhất nhé các bạn. Đó, đỡ nguy hiểm thôi chứ không gọi là đơn giản quá. 8.000 cơ, mẹ đắt thế. Ui dồi, à vẫn còn nhiều lắm các bạn ơi. 8.200 bá rồi, thừa rồi các bạn ơi. Hết polymer luôn. Ôi ôi, vẫn còn polymer. Cái lồn má còn tận 2.000 polymer nữa, lắm được từ 10.000 polymer rồi ạ. Không để ý luôn đấy. Đây này, thiếu 1.700 sắt nữa. Sắt thì mình cũng nhiều lắm, sắt thì mình thừa luôn. Đúng má, bây giờ polymer tôi nhiều quá rồi, tôi phải gần 10.000 polymer rồi. Đây này, má sắt nhá, 3.700, 5.000 này. Ấy, thấy chưa, công đã thấy nhiều chưa? Lúc nào mà chuẩn bị kết thúc cái xe đi này thì mình sẽ share file nhé các bạn. Chia sẻ ai các bạn? Chia sẻ cho các bạn file thì các bạn chơi luôn. Công vào đây sao ăn mới chơi thôi. Sắt theo các thứ không phải farm cái gì hết nữa đâu. Ây, vẫn còn một ít nữa. Đây, cho anh em xem khẩu súng mạnh nhất nó sẽ như thế nào nhé. Ôi đủ rồi mà. Ui, thiếu cái xi măng. Đéo hiểu khẩu này nó lại cần xi măng. Đâu có nhỉ? Đây, 1.400 này. Thừa rồi. Đây. U là trời. Khẩu súng mạnh nhất từ trước cái này mình từng chế tạo. Tốn nhiều sắt và polymer nhất. 4.000 sắt nhé các bạn. Tốn kinh hồn luôn. Đủ mà. Đây, cho anh em xem khẩu súng này sức mạnh của nó sẽ như thế nào. À từ từ tôi xem đạn của nó như nào đó. Đạn của nó là cái đạn gì nữa mình. À đây. Đây, mình sẽ xem nào, khẩu súng này bình thường thì nó sẽ bắn được bao nhiêu đam nhé. Súng bình thường sẽ bắn được, ui mẹ, bắn được 47 đam á. Đùa tao à, cái khẩu này gấp 5 lần này. Ui ngon thế. Cần đấy, có ngay. Có ngay, có liền. Mình sẽ chế tầm 28 viên, 280 viên đi các bạn. Không, đéo ít thế. Ít quá, 280 viên ít quá các bạn ơi. Mà thôi, thế rồi. Bây giờ cũng không kiếm được ở đâu cả. Tôi tạm mang vào trong kia luôn nhá.
Ok, bây giờ tôi mở mấy cái vớ vẩn để đi bắt con nhện đấy các bạn. Trước khi mà các bạn muốn bắt con Gigan mà nó đơn giản nhất thì các bạn nên bắt con nhện cho mình. Ủa, đây simulator ở đâu đéo phải cái bình này. Cái bình gì, bình bung bung gì cơ đây. Đây rồi, bình bung đây cần cái gì? Nguyên liệu gì? Ôi cần 6 lông rồi. 6 lông mới cả cà rốt mới cả quả chanh. Ui, tôi nhiều lắm, thề đồ của tôi nhiều lắm. Không thiếu luôn, bây giờ tôi sẽ mang đi test thử cho các bạn xem nhé. Tiện để tôi qua hang băng để tôi lấy lông luôn. Đi qua hang băng để mình lấy lông luôn nhé các bạn này. Ok, ô con này không đeo bằng cổ, à có. Qua hang băng sẽ lấy lông cho các bạn xem luôn và sử dụng khẩu súng này để tôi xem nào. Nắp ở đây, 280 viên cơ mà. Lên đạn, ui, nạp đạn này. Ui, 40 viên đạn một lần. 40 viên đạn một lần như các bạn nó sấy thì thôi rồi. Má mày tuyệt vời. Đi qua hang băng cứ test đam đi các bạn xem luôn. Xem sức mạnh của nó sẽ đẹp đến cái mức độ nào. À đây đều. Đây rồi, có ngay con này đây. Lát quá các bạn ơi. Máy mình bây giờ nó nát rồi. Nó không quay video mượt như ngày xưa được. Anh em thông cảm nhé. Bao nhiêu máu? 10.000. 10.000 máu nhá. Ui ok. Bật cái này lên. Sấy. Ui. Ôi, một sấy 9.000. 9.800. Ôi cái gì vậy? Con quái vật đây rồi. Một sấy nhá các bạn ơi. Nhưng mà con Baraker này nó không có giáp, cái này là nó hơi yếu. Các bạn sấy những con nào như con rùa này, mấy cái con vớ vẩn thì khó lắm. Con Baraker nó không có giáp thôi. Sấy nó mới khỏe thế. Nhưng mà một sấy 9.000. Ôi, cái đồ má hack rồi. Nếu thật là từ trước đến giờ khẩu shotgun của mình ấy, mình để trong cái bức tranh ấy, thì nó cũng chỉ có lên đến tầm 3.000 đam một phát thôi. 3 là 2.000 đam một phát đấy rồi. Thế đéo là khẩu này nó sấy lên tận 9.000. Ô tôi chết rồi. Mình không mang cái giáp sắt thế này là hơi lạnh. Tí nữa tôi phải pha một ít đam bơ tôi mua cái thích skin nữa. Chứ bây giờ máu nó yếu quá. Thề với công máu có 100 máu. Ra cái chỗ đằng kia nó lạnh. Mình ra mình kiếm ít lông thôi. Tôi không ngờ là khẩu súng này nó có thể đam đến 9.000. Nhưng mà bắn một phát nó đã xuống 200 viên rồi đấy. Hơi căng nhỉ. Hơi căng đấy. Em yên tâm, bay con này nó nhanh, các bạn không cần phải tua video đâu. Các bạn cứ xem bình thường để nghe mình nói hết. Mình nói toàn những điều có ích chứ không có cái điều gì độc hại đâu các bạn ạ. Các bạn cứ nghe đi. Còn những cái gì mà nó vô lý quá thì các bạn cứ qua chứ bình thường mình nói này. Thực sự là mình chẳng có nói gì nhảm nhí gì đâu, nhưng mà mình nói thật sự luôn đấy. Là cái con Griffin này nó bay rất là nhanh nhưng mà nó lại rất là tốn stamina. Never nó không phải là level max nhưng mà 500 cấp nó cũng gọi là ổn định rồi. Đây nhá, mình sẽ đứng ở đây. Đây rồi, ui mẹ có sói à. Ôi, con chim nó có lông không? Mày điên hả? Mày không biết tao đang cầm khẩu gì trong tay đi hả? Tất cả chúng mày lần lượt. Ôi ôi. Nó cắn được phát là đi đấy. Chúng mày có thấy tao cầm cái gì trong tay không? Ủa. Ôi, ui con này trâu đấy. Ôi, sắp hết đạn, khẩu này nó khỏe quá nhưng mà nó nhanh hết đạn quá các bạn ơi. Thôi, đã sấy như sấy trong game. Ô, con này của mình à? Tí sấy nhầm. Thôi, ôi, con quái vật ấy đừng cắn. Ui, ô, tôi chết rồi, tôi làm ra bao nhiêu con này nó ăn hết thôi. Đúng quá, xem nào, trong người có lông không? Có 7 lông. À, cho điền này, tôi cho nó bắt siêu lại. Ủa, mình nhớ lần trước mình cho nó bắt siêu mà nó đây. Ok. Trời ơi, khẩu súng ở đây rồi. Tôi không biết là tôi sấy cái con Titan. Nó có cái quả giáp khổng lồ của nó, không biết là sấy được bao nhiêu nhưng mà tôi nghĩ là không sấy nữa đâu. Con đấy thì các bạn cứ nghỉ đánh đi. Đấy nhá. Sấy. Bạch. Một con, hai con. Thôi. Cứ lần lượt mấy chú cứ lần lượt. Mạnh lắm, đừng đùa. Ui, mất mẹ lửa cây máu rồi. Ui, 86 lông một phát đập. Ui, thế này thừa rồi đấy. Thừa rồi, thôi đi về. Đây, cái lúc đi về thì các bạn cứ tua video thoải mái nhé. Có 168 lông thì thừa rồi. Thế gọi là ok rồi đấy. Mạnh lắm các ông ơi, nhưng mà nó tốn đạn lắm. Một lần 40 viên đạn mà nó sấy như điên luôn. Nếu mà cái đam của nó 1.000 thì tôi không biết được nó khủng khiếp đến như nào. Bắn một lần được 40.000 đam. Sấy hết một băng đạn 40.000 đam. Mẹ thế thì thôi chắc là xóa game rồi chứ còn gì nữa. Không còn thứ gì các bạn có thể đạt được nữa rồi. Đến cái ngưỡng thế là đã gọi là quá mạnh rồi, là một con quái vật rồi. Nhưng mà toàn bung với cả bú bẩn thì nó mới được như thế. Nói nhiều quá mẹ khó thở.
Nhưng mà trước khi lúc chơi tôi đã ăn cái gì đâu. Đi về cái là mẹ mãi ARK quá, phải vào úp một tí Amber mới gỡ úp mới ra được video cho các bạn xem đấy. Chứ không thì á, ít lắm. Ít metan quá không có tự tin để làm video các bạn ạ. Metan mà có 2-3 nghìn thì làm được cái gì. Đó, rồi về nhà nhanh không? Tí nữa mình phải mang cái giáp sắt ra. Cái giáp sắt đấy nó có thể chống lạnh nhé các bạn. Giáp nào thì chẳng nữa nó cũng chống lạnh. Nhưng mà cái giáp sắt đấy nó chống lạnh tốt hơn. Này các bạn nhìn tốc độ của tôi nhá. Nhìn nó có bút bẩn không nhá. Nhìn đây này. Xem đấy. Ô kìa. Ô bình thường là tôi lao nhanh dưới đất đấy là nó vẫn còn giữ nguyên cái tốc độ khi mà nó hạ cánh nữa. Nhưng mà hôm nay nó bị cái đéo gì. À, nó hết stamina rồi. Ui đúng thật, nói xong câu. Rồi. Đây. Đâu nhỉ? À đâu, cho trong đây chứ. Đấy nhá. Quả gì nữa? Này mới của cà rốt à? Có liền. Có ngay và luôn. Cái này không mua được chứ, nếu mà mua được thì tôi mua luôn chứ đỡ phải chế. Chế tốn mất bao thời gian cuộc đời. À, nó thiếu cái này. Chả nhẽ ông lại mua một đống về ông để tủ. Ôi da, nó đùa tao đấy à? Ủa nó sao? Lại chế được một cái. Ôi, vừa nói xong là phải mua liền đấy. Đúng quá, mua một đống về luôn. Đấy, mua tầm 100 cái. Không tốn, không thiếu. Nói chung tầm này tôi không có thiếu. Thật sự để mà nói luôn là những cái này tôi không thiếu luôn đấy. Chế tầm sợ đều có 5 cái vô lý thế. À nó thiếu ấy. Thôi 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 5 cái rồi nha các bạn ơi. Cũng không dùng nhiều, dùng một lần thôi mà. Dùng một cái này các bạn đã đủ rồi. Ôi chết rồi nhầm rồi. Dùng một cái này các bạn thừa rồi ấy. Bắt con ấy bắt bằng thịt thối đúng không? Chết mẹ thịt thối không còn gơ. Ừ căng nhì thịt thối là không còn gơ. Thịt thối tôi chế hết rồi. Tôi còn thừa một đống một núi trái đen đây này. Ôi thì mình sẽ tạm ra đây. Để tôi đi bắt nó nhé các bạn này. Trước khi đi bắt là tôi cứ phải sử dụng. Đây không thiếu cái này được. Cái này lần này là không thiếu của đâu. Đâu nhỉ? Giáp sắt của mình đâu phải để vất hết đi hết rồi. Đây. Lần này là không ngu mà đi vất đi đâu. Đó. Quả giáp này uy tín quá. Mình định bỏ tiền ra đây này. Tôi định chế thêm cái mũ này cơ nhưng mà mẹ mất thêm 3.000 polymer nữa và 1.000 silica. Ngọc trai trắng thì mình đã có 2.900 rồi. Nhưng mà để chế thêm cái găng tay này nữa cũng tốn này tận thêm 1.500 nữa cơ. Ủa má nó thiếu lắm, bây giờ hiện tại đang thiếu metan đấy. Nhưng mà đã chót chế cái khẩu súng mà nó gọi là vô địch. Vô địch sức mạnh này rồi thì thôi, đành phải chấp nhận bỏ qua tất cả để mà đi farm tiếp. Thôi thì tôi sẽ đành để lại đi, chuyến sau mình sẽ đi nhé các bạn. Đây, chúng ta sẽ qua bên đây, đủ hết chưa? Ui nhí, à trong đây đầy thịt thối này. Đừng lo lắng. Thiếu cái gì cái da con gấu này. Ui mẹ, đéo ngờ để đây lâu lắm rồi mà bây giờ nó vẫn còn thịt thối nhá. Thực sự luôn. Đây 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 đây. Ai cho mày ở đây? Một vả. Ba cà tư này. Ui sao lại yếu thế? Mẹ em sức mạnh lắm mà sao hôm nay yếu thế? Ui cái con này nó quạt cho phát nó lại đứng im này. Mày chạy nhanh thế. Cái con ba rx này kia là cái con nếu mà nói nó nguy hiểm thì nó đứng hàng đầu luôn đấy. Thực ra thì nó không không bằng con Raptor được đâu, nhưng mà cái tốc độ mới cả mẹ cái khả năng của nó khi mà dưới nước nó vô địch lắm. À con chó điên này, tôi đi cái này nó nhảy lên được, tôi đi con này nó nhảy lên được chứ các bạn. Ai cho mày chạy, ai cho mày chạy, đi con gấu này nó nhảy lên được ngay. Ui cái gì đây, lại nữa à? Đây nhá các bạn, đi vào cái hang này nhá. Con gấu này là gấu stamina hay là cân nặng nhỉ? À gấu cân nặng à? Thế thì tăng cân lên. Ok đi nhá. Chuyển ngay và luôn. Để mình xem nào, trong đây có con nhện nào nó hợp lý không? Khi mà các bạn ăn cái bình bung này vào ấy thì nó sẽ không ngửi đi các bạn. Nhưng mà các bạn đập nó một phát là nó sẽ ngửi đi các bạn nhé. Bắt con này hơi nâu, các bạn nếu mà các bạn rảnh thì các bạn không rảnh nhé. Ôi chết rồi. Thì các bạn cứ tua qua thôi. Mình không quan trọng, các bạn phải xem hết video của mình.
Thực ra thì trung bình video của mình người xem mỗi một người xem chỉ xem có 7 phút là căng. Đúng rồi. Tầm 7 phút hoặc là 4 phút là nhiều lắm rồi ấy. Đó, chứ mình không quan trọng cái thời gian xem các bạn đâu. Các ông xem các ông toàn tua ấy. Đâu nhỉ? Ô, mày nhìn thấy tao à? Thế là lại phải diệt mày thôi. Mày sức mạnh đấy. Tiêu diệt hết tất cả. À đây rồi. Để nhá, ba con này nhá. Ô kìa. Ô. Hay là cầm cái đuốc thì nó như thế nhỉ? Mày điên rồi. Mày có biết đang cầm hàng nóng như tay đi không? Ô vô lý nhỉ? Tại sao như thế nhỉ? Mình ăn cái bình bung rồi mà ta. Hay là không được đứng gần? Đường giáp của tao đang ngon đấy nhá. Ừ nhưng không được đứng gần. Thế rồi tao sấy chết mày đi. Ui, một viên. Người bạn đồng hành mỗi viên một phát chứ các bạn, bắn vào đầu là mỗi một phát rồi. Không nên tốn đạn làm gì. Ông này trâu thế. Ui, trâu thế. Sắp hết cú đạn rồi. Đúng là sức mạnh của cả. Thực sự để mà nói thì khỏi quá là vô địch rồi. Không nên khinh thường bọn rắn rết này. Không nên khinh thường bọn rắn rết này nhé. Ô, tao làm gì mày đâu? Còn có 10 viên thôi. À đây rồi. Đây rồi, hai nạn nhân của chúng ta đây rồi. Đi gần quá nó có cắn không nhỉ? 165 thôi, bắt còn 165 chứ nhé. Ui. Tôi sợ đi gần quá nó nhìn tôi nó cắn đầu phát là thôi. Khỏi bắt luôn. Lại tốn thêm thời gian và kinh nghiệm. Hay bắt hai con luôn nhỉ? Thôi nhá. Cho con này bị x10. Không bắt nó làm gì, cho nó thôi. Nhiều x10 quá rồi. Các bạn thấy không, nhà giàu ấy. Gọi là nhà giàu nó như thế đấy. Cái gì cũng cho được. Sắt bây giờ tôi mang 1.000 sắt tôi vứt ra thử đổ anh em tin không? Ơ kìa, sao mày nhìn tao? Ôi, thằng bồ mày ở đây mày đối đánh dấu mày à? Mày cũng biết tao cầm hàng nóng trong tay không? Hai khẩu súng với sức công phá khủng khiếp như thế này mà chúng mày vẫn lao đầu vào à? Chúng mày phải biết lượng sức mình chứ. Tầm này mà tôi cầm khẩu bazooka trong tay thì thôi, không một nạn nhân nào, không một nào dám dám tiếp xúc luôn đấy, không người nào dám đứng gần luôn. Đúng một phát thôi là cả người lẫn thú đều bay hết. Đó, sức mạnh khủng khiếp của khẩu súng này thực sự để mà nói là nó, ôi độ bền nó thấp vãi cứt ra, nhưng mà bắn cái này cũng gọi là ngon rồi. Chứ bây giờ cứ bắn một viên tốn một độ bền thì thôi, bắn đúng 5 lần hết, bắn đúng 5 lần hết đạn, tôi khẳng định các bạn luôn, bắn một viên hết một độ bền, khẩu súng sấy này nó sấy đúng 2 lần hết. Ôi, cái lồng má mày ấn nhầm, leo lên kiểu gì giờ, không có lối nào đi lên cơ, giờ lại phải đi về vòng cái đằng kia nó cũng khốn nạn. Ủa em rắn nước à, rắn nước các bạn ơi, rắn nước thì chắc không có độc đâu, nó cắn phát chỉ ngủ thôi không có độc đâu. Em lại phải đi lại cái nối kia khốn nạn gì, mất thời gian của mình đấy. Đi lại cái nối này thì đi đằng này luôn cho nó nhanh nhỉ, đúng không? Ừ đúng rồi. À đâu đó phải lại còn vòng người đằng kia nữa cơ. Đâu phải đi vòng đường này phát là xong luôn đâu. Mà mang cái này trong người nó cũng an toàn hơn. Đấy ở đâu nhỉ? À đi trên đây trong vòng xuống. Tự nhiên lại nhảy một phát nào. Mẹ đúng thằng ngu đần này rồi. Đừng bảo nó lại. Ô nó spawn là thú mới sao nhỉ? Ô nó spawn con mẹ thú mới sao nhỉ? À không 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 vẫn thế. Vẫn thế nhé các bạn này. Đây rồi. Đây rồi. Cố lên em ơi. Ai ôi, mẹ ngồi lâu đau chân quá. Ai, ui, uống miếng nước á. Không chết rồi. Ô kìa, nhanh thế. Thế này gần xong rồi đấy các bạn. Bây giờ các bạn bắt nó xong ấy, các bạn đừng dịch chuyển nó ra nhé. Đó, ở trong cái game này bây giờ là thú của nó hơi bị si đa, là bây giờ các bạn chỉ cần để trong hang thôi, thú không cần về ấy rồi. Nó sẽ tự động nó văng ra ngoài. Ừ, xong rồi đấy. 165 cấp rồi. Một lần nữa là xong rồi. Xong cái này chém chết con kia luôn. À đâu, con này quyết 10 rồi. Nó quay đây là thú của mình nhưng mà đâu nữa. Nó không cắn mình đâu. À đâu, mình không đánh được đâu. Rồi xong rồi. Chém nó phát rồi. Ô vẫn chém được à? Thế còn bị x10 của tao đâu? Mất mẹ luôn. Thôi đi ra ngoài.
Đi nhá, ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi bắt Gigan và hướng dẫn các bạn lại cái cách mà tìm thú level cao. Nhiều bạn vẫn cứ comment là sao mình restore game nó lại không hiện được thú. À, nó lại không reset được level thú. Các bạn phải định định hướng được là cái khoảng cách mà nó spawn ở chỗ nào mà các bạn phải biết được cơ. Chứ mấy ông ngu đần đần không biết ở đâu mà các bạn cứ restore nó chỉ ra với con thú vẫn thôi. Đó, tôi khẳng định với các bạn luôn là các bạn mà nhìn thấy nó rồi hoặc là các bạn không biết thì nó chỉ ra với con thú vẫn thôi. Đó. Nhưng mà con Griffin với con Gigan nó thường ở trên những cái núi kia thì các bạn thì to nó dễ quá luôn ấy. Thực sự thì mà nói nó dễ quá luôn. Ừ. Đéo đâu, đâu hay là nó không ra ngoài nhỉ? Có bình thường đợt trước mình bắt ở cái ngọn núi ở đâu? Ừ, ở đoạn núi lửa có bé tan ấy, ở bên dưới cái hang dưới đấy. Nó dịch chuyển ra ngoài luôn cơ. Thế tôi mang ra ngoài đấy các bạn. Chẳng không mất tí gì thời gian tôi nó mang ra ngoài. Đó, bắt thôi, bắt xong rồi lại giết đi mà. Tôi bắt tôi làm video cho các bạn là phải đầu tư chứ. Ngày xưa không đầu tư nhưng bây giờ sẽ đầu tư nhá. Em ủng hộ mình cố gắng xem video quảng cáo đi để cho mình lấy lương đợt thứ ba của YouTube. Thực ra không phải đợt thứ ba đâu mà đợt thứ hai đấy. Đó. Lương đợt đầu tiên các bạn tôi sẽ công khai luôn nhá. Lương đợt đầu tiên là 2 triệu. Thôi ôi, một con số gọi là quá khủng khiếp. Đối với các bạn rồi còn đối với mình nó ít vãi cả cứt ra. Làm cho nó có làm cho vui thôi. Thế nên là mình đã nghỉ hơn 3 tháng không ra video đấy. Anh em có biết lý do vì sao chưa? Đó, lý do là như thế đấy. Lương quá thấp để mà mình ngày ngày cắm cúi vào điện thoại cả ngày lẫn đêm rồi edit video. Và thực ra thì edit video thì mình cũng không edit đâu, đúng không? Mình ráp mỗi quả nhạc vào xong rồi mình đăng lên thế là xong. Nhưng mà nó lâu, thực sự nó lâu, mấy cả con điện thoại này của mình đã không chịu được rồi. Nên là anh em muốn mình ra video đều đều ấy, nó lâu về thế nhỉ? Anh em muốn mình ra video đều đều thì tốt nhất là các bạn cứ xem quảng cáo cho mình nhé. Xem quảng cáo ủng hộ mình, xem lâu vào like luôn nhé. Một phần là nó cũng ở like đấy, là ở cái like đấy các bạn. Thì lúc đấy thì mình mới có nhiều nhiều kinh phí. Thực ra cũng không nhiều hơn tí nào đâu. Nhưng mà nó sẽ có nhiều kinh phí hơn. Đây, level 40. Mấy con Sida này chế dễ không nhưng mà cái gì nhỉ? Ô ra. Ô tôi chết rồi, hình như được. À đây. Mày thế. Tôi không farm cái gì nhưng mà tôi vẫn đẻ được đủ đồ nhé. Thực ra là những cái chi tin này này mình không farm đâu nhưng mà mình vẫn đủ đồ đấy. Đây này, ví dụ như những cái ngọc trai đen này này mình cũng khá là đủ đấy nhé các bạn này, mình không thiếu gì đâu, thực sự luôn, không có thiếu đâu. Ok nhé, thì mình sẽ nắp cái này vào, bắt cái con Gigan ấy thì nó cũng y như kiểu là bắt con ấy rồi, bắt con gì nhỉ, bắt con Titan ấy. Ô tôi chết rồi. À đây, tưởng nó mất hết 20 bình X10, bây giờ mình vứt đi cũng chẳng sao đâu. Quan trọng là sao, tại sao mà tự nhiên nó mất thôi. Đó, con Gigan nó ăn khi bò quét rác đúng không, nhiều quá nhiều lần bắt Gigan đây là tôi đã biết rồi. Làm cái cọng sắt đã, tí lại quên đấy, này quên là không cứu luôn ấy. Đây bao nhiêu, 1 2 3 4, tôi cứ làm hẳn 5 cái cho nó gọi là cho nó có đấy các bạn. Mang thêm 100 mũi tên đi ấy, lại quên cất hết X10 đi rồi, tí lại mất hết X10 lại điên đấy, lại không có ai cứu vớt được đâu. Mang hẳn 200 mũi tên đi nhá, ví dụ tự nhiên mà lại hên hên vớ được con nào mấy trăm cấp thì cũng ngon, để mà dùng luôn đỡ phải đi to lại. Ok 5 cái à, 5 cái cộng sắt, ôi tôi có tận 10 cái rồi, điên rồi. Nhớ rõ ràng chế để ở đây mà bây giờ chế thêm 5 cái nữa nó lên đã phát 10 cái cộng sắt ạ. Chả nhẽ vứt đi à, cái này làm gì đây, vứt đi. À vẫn còn phải dùng chứ, một combo lều tự động đã để sẵn tại nhà các bạn ơi, đỡ phải mang đi dùng tiếp đấy. Thế thì ngủ được chưa? Chưa ngủ được, chúng ta sẽ phát Traveler một phát để cho nó ngủ được nhé các bạn. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ đi luôn ra đấy, bắt luôn, tìm luôn là bắt nhé các bạn. Đây, hướng dẫn các bạn luôn nhé, tìm Gigan thì nó dễ lắm. Mấy con đi con Gigan nó hay ở trên ngọn núi thì các bạn cứ đến gần núi thì các bạn đi to lại, à các bạn xem lại là xong. Ok này. Cái thịt thối này không ăn nên là không dùng, vứt cụ đi để làm gì. Đâu nhỉ? Cộng này nhá. Đây, tôi sẽ miêu tả cho anh em xem cách bắt Gigan luôn nhá. Ui rồi. Mà hai mình nặng thì tao bắt tí tao cưỡi về kiểu gì? Mà nó còn nặng nữa, đéo hiểu. Thế bây giờ tôi phải dùng cái cách nào bây giờ? Ui. Dạ, biết thế, có thời gian thì bắt cụ con level cao hơn ý. Con này level thế này thì không không cưỡi luôn ý, 176 cân mà hiện tại tôi đã có 150 cân trong người rồi.
Ui, nhiều thế. À không, không không sao, cất lên đây. Ok chưa, tí bắn. Ui còn nóng nữa này. Ui má, cưới được gì đây? À đây, coi như là cưới được rồi nhé các bạn. Ok chúng ta sẽ đi luôn, đi luôn vào ngay nhé các bạn. Đó, để trong con này được rồi. Tí hết đạn này, tôi lấy đạn của trong người con này nó bắn thôi, có gì đâu. Không phải là các bạn, khi mà các bạn xích nó vào trong cái cổng sắt đấy thì các bạn nhảy xuống mà các bạn bắn ấy, chứ các bạn đừng ngồi trên cái con điện điên là cái đéo gì. Thực sự ngồi nó nặng vãi cứt đều vì cân nặng nó thấp lắm. Tôi đéo hiểu lỗi là cân nặng con điện đáng nhất nó phải hơn 200 cân nhé. Cái đéo nào nó có 100, hơn 100 cân. Đúng má đùa. Rồi ok sẽ bay qua núi ở tôi thì mình sẽ đi qua núi Griffin nhé. Griffin này cái núi nghe và gọi là tôi bắt nhiều gigan thế quá nên là đâm ra tôi quen rồi. Bắt ở đấy đi cho vận may nó lên. Cái lưỡi đá này lạnh mồm lắm, uống xong bắt nói giọng nó, ui nói giọng nó cảm giác nó ấy hơn, nó nhẹ hơn là cái giọng bình thường của mình. Giọng bình thường của mình cứ nói là nó cứ ồm ồm lên như cái thằng ăn ăn hại ấy. Đó ok nhá. Ui bay lên trên cao quá nó sẽ xuất hiện tình trạng nhiệt độ cao khá là nóng bức, trong khi là với tốc độ này thì làm gì có chuyện nóng bức được, mẹ mát bay người luôn đến thằng khác. Khẳng định cái câu nó mát bay mồm luôn. Đó. Úi trời ơi, mát rơi cả mồm dưới. Ok nhá. Chưa đến đâu, chưa đến cái nơi để xác định vị trí đâu. Anh em phải đi xuống dưới này. Ôi ôi, hết stamina rồi. Ui, đúng ba mày. Đừng có mà rụng xuống. Sao lại quay thế? Mày đùa tao đấy à? Mày đừng có thể hiện thứ gì đây. Chết rồi, khẩu súng này nặng bao nhiêu cân ta? Không có hiện cân nặng nhưng mà tôi nghĩ khẩu này phải nặng 10 cân đấy. Mẹ khẩu súng gì này, các bạn nhìn này. Trời ơi, mẹ nó đẹp quá. Đẹp quá cứt luôn ạ. Nhìn này, cho các bạn xem cận cảnh của khẩu súng này nhá. Trời ơi. Má, thực sự để mà nói là nó ốp kìa. Nó quá ngon luôn đấy ạ. Khẩu này như khẩu, tôi đéo hiểu đây được khẩu tiểu liên dạng gì nữa đấy ạ. Nó như kiểu khẩu không giống mấy khẩu như kiểu MP5 hay là ấy đâu. Đây nó giống kiểu M4, khẩu M416. Giống 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 thế thôi. Nhưng mà tôi đéo biết là cái súng gì nữa. Không biết nó tên là súng gì. Ta xem về tên là súng gì. Súng tên nó cũng đéo rõ ràng. Tôi đi tiếp nhá. Ok đi tiếp của tôi hướng dẫn các bạn ấy cách reset level thú mà mẹ tôi không biết là tôi hướng dẫn bao nhiêu lần rồi nữa, cứ hướng dẫn đi hướng dẫn lại rồi. Ok này, tôi nhìn thấy một con Griffin này. Đây nha, đứng ở khoảng cách này nhá, gọi là nhìn rõ quả núi đấy. Cái lần này là lần sale gọi là nguy hiểm nhất này. Ok thoát ra sale game vào, sale vào đâu cũng được nhá. Đó xong rồi các bạn bay ra xem nào. Các bạn cứ sell đi, lần đầu tiên các bạn không nhìn thấy con Gigan, xong lần sau các bạn thì to lại chắc chắn các bạn sẽ thấy. Tôi khẳng định luôn. Không thấy thì cứ lần sau cứ thế mà lặp lại. Nó ra thì thôi. Nào có ra không? Tao cầu xin mày. Ui giời. Ở đây này. Ui con này, mẹ con này nó như kiểu bị táo bón ấy. 255 cấp ai dám bắt? Để cho nó sinh tồn đi. Ai dám bắt con 255? Đâu gì đây. Thế nhá, các bạn nhìn rõ là 255 cấp đấy nhá. Nhớ kỹ đấy. Không để bộ thằng này bịp. Không có bịp đâu. Ok này. Mấy đợt trước là tôi cho thằng em mượn quả quạt tản nhiệt, thế này là nó không quay được video. Thì giờ lấy được quả quạt rồi, thế này nó hơi ồn. Ok, xem nào con này bao nhiêu cấp đây. Mất bố luôn rồi. Khốn nạn. Ê, nó khốn nạn không. Đeo hiểu rồi. À đây đây. Mẹ xuống 60 cấp rồi. Lý do gì? Mẹ cứ tưởng là cái hai cái chỗ này nó lên hên. Nhiều khi mình đi đến nhá, mình đi đến mình không cần phải sell thì to đâu. Đột nhiên đi qua kiểu như là mẹ một ngày bình trời mình, một ngày đẹp trời mà mình mẹ mình vô tình mình đi qua, đột nhiên mình nhìn thấy một con 450 nhưng mà mình lại đéo thèm bắt. Thế nó mới khốn nạn bởi vì là tôi không mang cái gì hết. Mà hôm nay mang đầy đủ đồ đạc mà thế đéo nào gặp toàn mấy cái con nó ở đâu ấy. Nào, lên hàng. Trời ơi. Bao nhiêu cấp đây? Nói thẳng luôn cho tao biết đi. Ui rồi, sao quan chậm luôn ạ.
Ui con này bây giờ nó xuống cấp rồi. Mà sắp tới tôi sẽ hướng các bạn cách bắt thú của người giàu nữa thế như nào nhé các bạn. Tôi sẽ không nói trước đâu, nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách bắt thú của người giàu, bắt hẳn con Titan luôn. Ôi không, Titan vượt ngoài sức lực của tôi. Để tôi sẽ tìm cách để bắt một con thú nào cực kỳ uy tín cho các bạn xem luôn nhé. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi cố gắng lên bắt xem con này nó sẽ như thế nào đấy các bạn. Đó, mình sẽ xem một lúc nữa là xem nó ra con gì cho các bạn xem nào. Satan ra. Ô kìa, chắc lại bên dưới này rồi, phải có chứ. Đây, chính xác là nó đấy rồi, các bạn thấy đúng không? Đó, ok, mình sẽ cắt video để mình xem thế nào. Mình re-do một lúc nữa để xem nó ra con gì nhé các bạn. Đây rồi các bạn ơi, sau bao nhiêu lâu thì cuối cùng mình cũng đã tìm một con. Thực sự là nó, để nói là nó không gọi là mạnh đâu, nhưng mà nó đẹp thật sự. Mấy cả video này cũng chỉ để test cho anh em xem thôi, chứ mình vẫn tiếc 5.000 polymer quá. Nên tôi sẽ quyết định bắt con Gigan này cho các bạn xem nhé, để tí rồi thì to lại lấy lại hết polymer. Ok, em này là 300 cấp mà là con cái rồi nhé các bạn ơi. Mình bắt về mình cũng không để làm gì đâu, thế nên là mình sẽ quyết định bắt con này cho các bạn xem nhé. Nó quá đẹp luôn. Bộp 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 bộp, đi xuống đây. Nó cắn đau lắm, nó cắn đau lắm ấy. Đây, đi xuống đây nhé các bạn. Từ đã, những cái thứ gì ở trên đường tôi sẽ giết bằng hết. À mà không, hình như tôi bắt nó như thế cũng được nhỉ. Không, không được đâu. Bắt nó như thế thì điên quá. Bắt nó như thế thì không ổn. Thôi thì mình sẽ quyết định bắt ở trên đây đi. À, bắt ở bên dưới này đi. Mẹ cái bọn điên này. À, thế thì bố mày spam muốn giết con ạ. Chúng mày có nhìn thấy sức mạnh của spam đi không? Thế, cái lúc đánh bên trái ấy. Ừ, cái lúc đánh bên trái mình cứ spam liên tục thôi, nó đánh như điên luôn. Thế thực sự để mà nói thì sức mạnh gì nó cũng chết mà thôi, không có con nào địch lại đâu. Ô kìa, sao lại chạy như thế em ơi. Ai mày, mày hên đấy, mày hên đấy, nhưng mà sức mạnh của mày không bằng của tao được đó. Lực chiến của mày còn quá cùi. Ôi, toàn mấy con 200 cấp rồi này. U ma. Ai ôi, nó đánh mình nó cũng tăng đam ấy chứ các bạn. Rồi đi rồi. Ok liền, mình sẽ tăng stamina lên. Và tôi sẽ gọi luôn cái con nhện ra đây luôn nhé các bạn. Ok này. Hiện tại là em nó đang ở trên kia cơ. Mình sẽ gọi con nhện ra và bắt luôn cho anh em xem nhá. Đó, bắt bằng cách nào các bạn? Đặt cổng là xong. Nhưng mà vấn đề là đặt cổng như thế nào nó mới là gọi là vấn đề chứ. Các bố không có nghĩ là nó dễ dàng như thế đâu, thực sự mà nói nó rất là khó. Từ trước cái này bắt Gigan đối với những người chơi là nó rất là khó luôn. À không, cũng không gọi là khó đâu, nhưng mà nó nâu, nó gọi là nâu ấy. Chứ còn nếu mà các bạn muốn khó thì các bạn cứ vớ lấy con Titan và các bạn bắt. Titan thì bây giờ tôi bắt được rồi, nhưng mà không có thời gian, gọi là chưa rảnh, chưa có thời gian rảnh. Ấy, chúng mày chết hết đi. Cho đại ca còn mẹ mày đi xuống dưới này, không có một cái lạ nhân nào, gọi không có đứa nào cơ, thì bắt nó mới dễ chứ. Bây giờ nó mới có mấy con điên điên kia, tôi cứ đứng gần nó để đi đời nó mất thì này. Chỉ mong là con nhện trong hang này mình bắt nó không bị con Giga nó đụng thôi, chứ bây giờ mà nếu mà nó còn như nó bị phí cái lỗi tàng hình ấy thì thôi, xác nhận là nghỉ nhá. Để, này, cho tận nước đây luôn đi, chạy qua đấy luôn. Này không biết nó có cái con gì không, không có, đi lên luôn nhá. Ok này. Ờ lại tôi spawn đâu nhỉ? Đây. Ui ôi, cái lồng ma mày. Ủa thế. Đi này nếu bao giờ. À con này. Thế này cũng được, tốc độ này vẫn được. Xong rồi nhá, ok chưa các bạn nhỉ đi. Ôi, điên thế nhỉ. À không, chỗ này cũng được này. Kệ nó, kệ nó. Các bạn bật góc nhìn thứ nhất ra cho mình. Ok các bạn đi như kiểu là các bạn đi luôn. Ok chưa. Ô, vẫn tàng hình nhé các bạn này. Nó đứng im nhá, hoàn toàn đứng im nhá. Bình thường là Gigan ấy nó sẽ hay di chuyển ngu cơ. Đây các bạn cứ đặt bốn góc cho mình. Ui giời. Như vậy. Đó, ok. Ô mẹ, hình như là cái cổng này hơi bé. Chết rồi. Này nó vẫn ra được cái chứ. Ui như này nó vẫn ra được cái chứ. Thế đéo nào cái cổng này của mình. Cái gì đây? Lại phải gọi con chim ra rồi. Đú má mày, đùa tao đi à. Tôi đéo là tôi đặt nhầm cái cổng kia đây này.
bạn nhìn điên không? Bạn nhìn nó có điên không? Cái đủ mà không biết nó có ra được không cơ. Bây giờ nhá, chơi ngu một phen nhá. Gọi con chim xuống dưới đoạn này đi. Chưa ngủ ngủ tí nó cắn chết. Kệ nó, cứ cho nó ở trên cổng sắt thì nó không đi đâu đâu đâu. Tôi đạp tôi chặn nó rồi. Mẹ, đặt nhầm một cái cổng. Tôi quyết định gọi con chim đằng kia để phá một cái cổng của đằng kia để xây lại. Con chim thì nó có cái bàn sở mi thít trong người, thế nên là nó được nhé các bạn. Không ra được, không đi được đâu, yên tâm. Chú loanh quanh luẩn quẩn đấy thôi. Nó là nó có cái bàn sở mi thít trong người, thế nên là mình phá đi mình chế lại được, đỡ tốn thời gian. Chứ mà về nhà lấy cổng sắt thì đúng điên. Đúng kiểu thằng này rảnh quá, thằng này hết việc làm rồi. Ok nhá. Đó, thế các bạn thấy nó có nhanh không? Đặt đặt bạch 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 phát là xong, nhưng mà nó lại, các bạn nhìn kìa. Đúng quá, nó ra được luôn. Không sai vào đâu được. Thôi thì mình sẽ quyết định đi phá 50 cổng sắt ở đây để xây lại bằng hết. Đấy, các bạn thấy nó có điên không? Đặt nhầm một cái rồi. Còn mấy cổng sắt trên kia cứ vứt đi đi, chưa dùng đến. Tí nữa bây giờ tôi sẽ chế lại cái cổng này, cái đống này. Bây giờ sợ tự nhiên nó chạy ra đây mới điên cơ. Tự nhiên nó phi ra đây một cái, ối rồi ôi. Không kịp phản ứng đi luôn. Tiến rồi trên kia mất tầm nhìn, nó sẽ không nhìn thấy mình luôn. Coi như là nó cũng không nhìn thấy mình luôn nhé các bạn. Ok này. Đó. Ô, chỗ này có 4 cái cổng sắt rồi à? Đi lên đây. Đến đây phá tiếp một cái nữa ra. Ui. Không biết phá được không hay là nó lại cắn mình. À mà hình như là con Akentavis này nó cũng không cắn đâu. Tôi nghĩ là như thế đấy. Ừ, nó không cắn thật. Thế thì phá bà nó hết đi để làm gì? Phá hết đi nhá. Xong rồi mình sẽ dụ nó xuống. Các bạn biết dụ bằng cách nào rồi đấy. Các bạn gắp một con thú nào đấy cũng được. Ok này, 3 cái rồi. Phá hết đi luôn. Coi như là chế tạo lại hết cổng sắt luôn. Ui. Ôi giời. Ô, nó cắn cổng nhớ. Mày đang đùa tao đấy à? Không sao. Nó tự nhiên nó đi nó cắn cổng luôn. Các bạn ạ, hình như là chặn nó là nó cắn đi thôi. Nhưng mà cái cổng sắt này đặc biệt là cổng bất tử rồi, nó không thể cắn được rồi nhé các bạn. Cứ yên tâm là cái cổng sắt này từ trước đến nay là không có con nào nó phá được rồi. Gọi cả bố Titan ở đây nữa, trên kèo luôn. Không ngán Titan luôn. Đi nào. Ô kìa. Rồi. Đấy nhá, bây giờ mày thoải mái đi lại rồi nhá. Ok cho mày chưa? Ô, à đúng rồi. Được rồi. Bây giờ nhá, mình sẽ tìm một con nào đấy. Lấy nó có con Galiminus nó sẽ chạy ở quanh đi này. Đây. Sao lại tự nhiên chui đâu hai lạn nhân này này. Đây 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 đây. Đến đây nào. Đây cho nó đi cho thằng này đi các bạn này. Nó chỉ cần nhìn thấy thú thôi. À các bạn nhìn nó này, nó vồ này. Đó, nó cắn rồi. Sau đấy thì anh em bay thật nhanh. Đó, bay ở chỗ bằng phẳng nhé các bạn. Đây, bay ra đây để cho nó solo với cả mấy con Griffin từ trên rồi. Thế rồi, tí nó tự xuống đây mà. Cứ yên tâm là tí nó tự xuống đây, tôi chết rồi. Má, bọn điên này. Ui, sao đông ngay. Mẹ mày đông như quân nguyên ạ. Đông như quân trận ý. Mày đùa tao đi à. Ui. Mày cắn đau đấy, cắn bay cả con kia của tôi đi luôn. Ui, đông thế. Mẹ Raptor đâu nó về nhiều thế. Chúng mày đông thế. Ui, 420 cấp này. 420 này, trâu thế. Ông gấp mày đi, ông đánh đi cho nó nhanh. Ui, mẹ con này bay tận đây ạ. Được đấy. Nên chó này. Các bạn thấy nó kinh không? Đấy, tôi búp đam ảo, búp bẩn cho nó cái. Nó điên lên luôn. Nó bay một phát ra tận đây luôn. Mày. Ô đâu rồi, đây rồi. Đây, đứng đây nhá. Ok, mình sẽ top nó lại xong rồi mình sẽ tăng tốc chạy cho con này lên đi. Tốc hơn nữa nè. Đứng lại. Ok nhưng mang 5 cái ra nhé. Ôi cái lồn mẹ, pha đầu tiên thất bại à. Đây con nhện đây. À mày đấy, các bạn thấy không? Nó tìm cách nó đi về đằng kia. Không có cái cơ hội đâu. Không có cái cơ hội đấy đâu. Lần này thì không có như thế đâu. Ok nhé các bạn. Đó, bây giờ nó có cái cục đá nó chắn rồi. Coi như là mình đặt 4 xung quanh này luôn nhé các bạn.
Ok, bây giờ tôi sẽ đi xa ra. Rồi tôi bắn chết con mẹ ăn luôn. Má là tôi điên rồi đấy. Thì kìa, tao đây này. Tao đây này, cần ra được không? Đây rồi các bạn ơi. Sau bao lâu cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy con Titan này rồi. Cứ đọc nhầm hai con này nó tên nó xem nhau. Ok nhá. Chiến đấu luôn đây này. Nhìn sức mạnh của vị vua này. Úi giời ơi. Cắn đúng một phát đầu tiên. Đúng một phát đầu tiên là duy nhất. Cắn vỡ cả cái yên luôn nhé các bạn ơi. Các bạn thấy chưa? Sức mạnh đấy. Duman. Con này của mình cũng có 3.600 máu đánh đấm gì. Thực ra để mà nói thì quá ao trình luôn. Nó cắn một phát, không phải gọi là vỡ yên đâu mà nó gọi là không còn gì để nói luôn. Chúng mày hú cái gì?